Action. Chào anh chị em nhé. Chào các bạn yêu nghệ thuật toàn quốc. Hôm nay anh chị em trong nhóm nghệ sĩ ở Sơn La chúng tôi có mang cái bút của mình ra đây để múa và cùng với anh đội ngũ thanh niên và lực lượng vũ trang để chúng tôi làm đẹp cái không gian. Ở đây là cái bức tường của trường y và khu bệnh viện. Bệnh viện đa khoa. Trường y là ở bên kia mà chúng tôi vẽ hôm nay thì chủ yếu là về Đảng và những ngày lễ lớn, và trong đó có cái rất là nóng hổi bây giờ đó là cái dịch Covid. Thì trong quá trình vẽ thì chúng tôi sử dụng khẩu trang và găng tay đảm bảo. Nếu mà anh chị em nào ở xuôi và chúng ta đang làm những ngày, chúng tôi xin được chia sẻ chúng ta có một cái đề tài và có một cái nguồn cảm hứng để chúng ta vẽ tranh cho nó đẹp và nó có hiệu quả. Chúng ta là những người làm nghệ thuật, chúng ta biết về nghệ thuật thì chúng ta tuyên truyền bằng tranh, bằng nghệ thuật. Còn những cái bác sĩ và những người mà đang trực chiến ở trong kia thì vô cùng vất vả. Để chúng ta chỉ là những người tuyên truyền về hình thức, về hình ảnh, về đường lối thôi. Mong muốn lớn nhất là chúng tôi chia sẻ cái nguồn cảm hứng này. Đây là nhóm nghệ sĩ tạo hình trang trí Sơn La. Hôm nay đang đến đây để vẽ tranh tình nguyện trang trí khu bệnh viện và trường y cùng với đội thanh niên tình nguyện. Anh em nghệ sĩ chúng tôi thì đi vẽ ở khắp nơi, nhưng mà hôm nay mới có dịp mang tài năng của mình để đóng góp cho cái làm đẹp cho thành phố. Phía xa đây. Có rất nhiều đội ngũ lực lượng vũ trang ở đây và cảnh sát giao thông. Đây, những bức tường này sẽ được chúng tôi mặc bộ quần áo mới bằng tranh cổ động, bằng tranh tuyên truyền. Nội dung thì đã được thống nhất và trao đổi với nhau. Lát nữa chúng tôi sẽ phát hình bôi màu, và chắc chắn là kết quả đạt được. Chào anh em nghệ sĩ toàn quốc nhé. Đây là ông họa sĩ Trần Đại trên vẽ tranh tường và trần mây khắp thành phố. Hôm nay có dịp được tác nghiệp cùng với Trần Đại trong cái chương trình vẽ tranh làm đẹp môi trường Sơn La. Đây là chào tất cả anh em. Đây Trần Đại, anh rất say sưa với cái mảng tranh đường phố hoa của anh. Tôi thấy hoa này có bay bướm lượn là sở trường của anh đấy. Đường phố. Và tranh đường phố này chúng tôi tìm được tiếng nói chung. Nhu cầu lớn nhất là làm đẹp cho môi trường ở đây. Những bức tường này trước đây là dán rất nhiều tranh quảng cáo, các loại tranh quảng cáo và tờ rơi. Nhưng mà ngay chúng tôi cho nó mặc một bộ áo mới. Một đồng chí trong đội ngũ cơ động của Sơn La cũng đang ra tay đóng góp sức của mình. Bức tranh cổ động cũ được anh xóa đi bằng cái màu sơn mới chống kiềm nhá, chống kiềm, chống nắng, chống mốc. Hy vọng là sau khi chúng tôi vẽ xong thì sẽ được trưng bày thật là lâu. Để một cái chương trình thiện nguyện sau thì chúng tôi sẽ đổi. Đây là tranh về Bác Hồ Đảng. Có một cái tựa là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ 13. Đang giang dở. Cảm ơn anh em, lát nữa chúng tôi sẽ quay trở lại. Vâng, tiếp tục giới thiệu với anh chị em yêu nghệ thuật toàn quốc nhé. Hôm nay chúng tôi huy động rất nhiều lực lượng anh em đến đây để trang trí làm đẹp mà cho không gian để chuẩn bị đón những ngày lễ lớn. Đây là bức tường của trường y và bệnh viện. Đấy, chúng tôi đưa vào đây những bức tranh mang tính tuyên truyền cổ động. Đấy, và lực lượng hôm nay rất đông, anh chị em của lực lượng vũ trang và đội nghệ sĩ chúng tôi. Đấy, hành trang của chúng tôi chỉ là những cái mảng màu sơn tường thôi. Trước mắt chúng tôi là bức tranh cổ động về Bác Hồ.
Đây, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh chân dung Bác Hồ và cờ Đảng bốn liềm và hình đôi chim bồ câu Hòa Bình. Hy vọng là lát nữa không ai nhận ra bức tường cũ của nhà mình. Phát hình để thổi hồn cho bức tường này. Bên đây thì hơi kém về lực lượng, nhưng mà lát nữa anh chị em tình nguyện sẽ sang đây cùng làm để cho. Đây là họa sĩ Trần Đại. Đấy, chắc các bạn rất quen thuộc với họa sĩ chuyên có hành tẩu giang hồ ở khu vực thành phố Sơn La. Đây một họa sĩ gì đó mà tôi chưa biết, bởi vì là mùa Covid nên là chúng ta chỉ nhìn nhau qua đôi mắt thôi. Chúng ta chỉ mỉm cười bằng đôi mắt thôi các bạn nhá. Và đây cô này thì chúng tôi cũng vừa mới thấy với tài quản ở đây thôi. Khó đấy, có vàng tư và lớp vương thì tôi đúng rồi. Cái này á, nó phải màu trắng thì màu vàng xanh nó mới ăn luôn. Không, vàng tư nữa, vàng tư nó lớp ngay rồi. Chanh nó sáng, nó sáng hơn màu này, nó khó lớp này. Bảo em mang. Vẽ tranh và chào hỏi ở trong cái mùa Covid thì anh chị em chỉ có mỉm cười bằng đôi mắt thôi. Nhiều khi chúng ta không nhận ra ai, nhưng mà cái tinh thần làm việc ở đây rất hăng say. Ai cũng có thể làm họa sĩ, ai cũng có thể trang trí cho bức tường xấu trở nên đẹp và có hồn. Vâng, lát nữa chúng tôi quay trở lại là sẽ là những tác phẩm thành công. Còn bây giờ các bạn sẽ thấy là những bảng màu giống như là như đồng, nhưng mà yên tâm. Đấy, đã có họa sĩ và đã có những người yêu nghệ thuật ở đây.